Làm gì vậy? Bị xét. Chạy dao hả? Xài qua xài hàng ngày mới có bị viêm nó bị xét rồi. Ồ, dao mà xài hàng ngày thì trước khi xài xong cái ta rửa cho sạch đi. Thì rửa sạch bình thường chứ. Rửa sạch rồi nó dễ bị hả? Đúng rồi. Ừ, nè, dao mình á. Dao mình không xài thì chắc nó thành cái gì luôn. Dao mình mà cưng mà muốn xài mà nó không bị rỉ sét á thì cưng nên á lấy một miếng dầu ăn của mình á, cưng tha lên chưa. Cưng mình làm cá rồi đúng không? Cưng rửa cho sạch vô rồi cưng tha một lớp dầu lên trên này, dầu ăn á. Tha lên. Rồi mình để đó chừng nào mình mần cá mình sẽ đem xuống rồi mình mần cá tiếp tục. Là nó dao mình xài 10 năm chưa hư nữa, chưa bị sét nữa, không bao giờ sét. Còn mà cưng mà đà năm không? Ừ thì đúng rồi. Dao mình mà xài mà mình không có làm theo cách này là nó dao mình nó bị ghi sét à. Tại cho ra dù mình xài hàng ngày luôn, mình rửa hàng ngày luôn nó vẫn bị ghi sét đúng không? Ừ, rửa sạch luôn á. Ừ. Còn mà dao á mà lo ít sử dụng tới á thì cưng xài á, cưng kha một lớp dầu và cưng lấy một miếng giấy quấn lại, chừng nào xài cưng lấy ra cưng xài, xài xong rồi cưng tha lại đó. Để lấy chai dầu ra đây, nói thì mà mình phải làm thực tế luôn đây có rồi. Bây giờ cưng nhúng một cho một miếng dầu đây, cưng lấy cái miếng vải nè, cưng tha lên, cầm cái dao lên để thôi nó đổ xuống dưới được rồi. Rồi đó, tha đều lên, tha đều hai mặt luôn đó. Đây hôm nay Cảnh cũng chia sẻ luôn cho cô chú anh chị mình nha, một cái cách mình để mình xài sử dụng dao này nè, xài tới 10 năm cũng chưa bị sét nữa nha. Thì chứ cô chú anh chị mình á thường làm cá rồi thì cô chú anh chị mình rửa cho sạch rồi cho mình lau cho khô, xong mình tha một ít dầu ăn lên bề mặt của dao rồi mình để đó. Rồi sau đó rồi chừng nào mình mần cá mình sử dụng tới mình lấy ra mình xài nha. Và sau đó mình cũng rửa tương tự làm y gan vậy, mình rửa sạch và mình cho vô đem lên mình máng là mình cái dao của mình xài 10 năm 20 năm cũng không bao giờ rỉ sét nha. Còn mà dao mà mình á thì lâu lâu mình xài một lần thì cô chú anh chị mình cứ rửa sạch và cũng lau vậy, rồi mình cũng tha một lớp dầu y như vậy luôn và mình lấy một miếng giấy mình rối lại và mình để lên mình cất. Sau đó chừng nào mình xài mình lấy ra, lấy ra xong rồi mình cứ xài tiếp, mình cứ tha tiếp y như vậy là dao mình không bao giờ bị rỉ sét. Dao thì xài là xài nó hàng ngày nè, sét nó đóng nè, thấy không đó, đó thấy không đây nè, thấy chưa, mình xài mà là lâu ngày dao nào cũng bị hết à, không phải riêng một dao này đâu. Trước khi mình về mình mua dao mới về mình làm trước vậy đó là dao mình không bao giờ nó bị rỉ sét đâu, sáng bóng hoài luôn. Ừ nó cứ sáng trắng nè, thấy không, nó có chất dầu nè là nên nó không bao giờ nó rỉ sét đâu. Nhiều cái dao đó Cảnh cũng thấy là mình mua về mình xài mình cũng rất là kỹ nha, mình cũng lau chùi rửa cho sạch bằng xà bông cũng sạch lắm mà ta không biết nguyên nhân sao mà nó bị rỉ sét. Thì mình muốn cái cách mà để mà cho dao không rỉ sét á thì cô chú anh chị mình á cứ làm theo cái cách của Cảnh, bảo đảm không bao giờ dao mình bị rỉ sét đâu, xài rồi 10 năm 20 năm vẫn là bình thường. Dao để mấy xài mà cũng rửa sạch lên nè, nó bám rỉ sét quá trời rồi đó chú nè. Cái này mình tại vì nó chàng mua về thì không có tha dầu á nên nó dao nó rất là bị xài lâu ngày nó bị rỉ sét như vậy. Còn nếu mà mình mua về á mình tha dầu liền á là không bao giờ nó có bị rỉ sét đâu. Nhà mình được bao nhiêu cái dao vậy nó bị rỉ sét hết chứ đúng không? Xài dao mà cứ để mà mình rửa xong mình không tha lớp dầu lên á, dao mình nó sẽ dễ nhanh bị rỉ sét lắm cô chú anh chị. Rồi cái dao này coi xài thường á thì mình khỏi cần lấy giấy quấn lại. Còn nếu mà dao mà mình xong xa lâu lâu cách vài ba ngày mình xài một lần á thì mình nên lấy cái miếng giấy mình bọc lại và mình bao cho vòng tròn lại là cái dao của mình nó giữ lại được cái chất dầu á là không bao giờ nó bị rỉ sét. Rồi đây Cảnh sẽ kết thúc video đây nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có xem kênh Cảnh á, có mến kênh Cảnh thì cho Cảnh xin một like và đăng ký kênh nha để ủng hộ cho Cảnh nha, để Cảnh có nhiều động lực hơn. và làm nhiều video hơn và làm nhiều mẹo hay hơn cho cô chú anh chị mình cùng xem. Thôi, kính chào tất cả cô chú anh chị mình nha.